Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của Minh Nhật Audio ngày hôm nay. Thì tiếp tục hôm nay, cửa hàng audio bên em lại tiếp tục lên cho anh em một mẫu dây AV tín hiệu bãi của Nhật anh em nhé. Anh em đang cần một dây tín hiệu chống nhiễu, chống ù tốt này. Anh em đang cần cải thiện dây đấy, đang cần kết nối giữa các thiết bị bằng một dây chất lượng tốt mà giá bình dân đấy. Hoặc là anh em đang cần cải thiện chất âm chung hoặc chất âm chép nó sáng hơn, nó chi tiết hơn. Thì hôm nay đây, em vừa lên được cho anh em một mẫu dây AV của Hitachi. Đấy, Hitachi, bãi Nhật xịn luôn anh em các bác nhé. Đấy, đây, em bắt nét cho anh em từ những đầu dắp, được chưa? Từ những cái đầu dắp Hitachi bãi bên em khai thác được. Đấy, Hitachi, anh em có thể nhìn chữ Hitachi trên dây luôn. Và tất cả dây trên dọc trên dây thì đều được đây, đều được bên em đấy, tất cả chạy dọc trên dây luôn, anh em có thể nhìn nó đấy, kể cả chữ Hitachi nó rất là rõ ràng. Và dây này thì đảm bảo với anh em là chống ù chống nhiễu cực kỳ tốt. Thì đây, đây là một cái cốt dây em đã để sẵn đây rồi, một cốt dây đấy, từ những cái lớp chống nhiễu bằng mạ bạc này, từ những cái chống nhiễu này cho đến cái lõi của nó, anh em nhìn cái lõi của nó đã nhìn phát thích luôn ạ. Đấy, cái lõi của nó này, cái mạ bạc của nó cực kỳ sáng bóng luôn anh em và các bác nhé. Và cái lõi này em đã tuốt ra khá là lâu rồi, được 2-3 ngày nay rồi mà nó vẫn còn sáng bóng, không bị oxy hóa, được chưa? Mà lõi khá là to, lõi 1 ly, lõi 1 ly đấy, nên cho giải bát cực kỳ chắc, chung chép sáng chi tiết đấy. Mà giá hôm nay em mang đến cho anh em cực kỳ bình dân. Mà dây này, bản này là bản cũng khá là không hề bé anh em nhé, không hề bé. Đấy, đây, đây, Hitachi xịn luôn, Hitachi LF, được chưa ạ? Tất cả các series, các chữ trên dây này vẫn còn nguyên, 105C. Đấy, 2127, style E4144. Đấy, dây khá là to anh em các bác nhé. Đấy, bản này là bản em để cho anh em với giá 250.000 cho một đôi, cho một cặp cặp dây dài 1 mét. Đấy, 250.000 anh em đã sở hữu một cặp dây rồi. Đây, 250.000 một cặp dây dài 1 mét, được chưa? Đấy, cải thiện chất âm, trùng chép, nghe nhạc bolero, hay là anh em nghe nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc trữ tình cực kỳ hay, nó tí tách tươi nhuyễn. Đấy, kể cả khi anh em kết nối vào những bộ DAC cũng cần một cái dây chất lượng tốt. Ví dụ trên tay em đang cần một con DAC Q5 của hãng Suka Audio. Đấy, từ những đầu cổng hoa sen này để anh em xuống âm ly cắm giúp cũng cực kỳ tốt luôn. Đấy, bám sát luôn mà. Đấy, cắm giúp dễ dàng mà tiếp xúc khá chắc chắn nhá, giúp ra cũng hơi ngượng tay một chút. Đấy, kể cả cắm này. Đấy, xoay này. Đấy, được chưa? Đấy, đây, đầu jack Hitachi kết nối rất là ổn định. Đây, còn đầu còn lại anh em cắm vào âm ly thôi. Đấy, tiếp xúc khá là tốt. Đấy, tuy đầu bãi anh em nhìn từ những cái chấu, từ những cái đầu hoa sen của nó này, nhìn đẹp không ạ? Đấy, nhìn rất là đẹp, nhìn đẹp, bóng loáng luôn. Đây, đầu hoa sen rất đẹp, dây. Đấy, được bên em DIY tại cửa hàng anh em nhé, bảo hành trọn đời khi anh em mua những bộ dây như này. Đấy, bảo hành trọn đời. Đấy, anh em nào quan tâm đến cái mẫu dây AV hoặc là mẫu hoa sen, nhiều anh em gọi là dây hoa sen, nhiều anh em gọi là dây RCA, hay là những dây hai đầu bông sen chẳng hạn. Đấy, thì đây, nó đều là một cách gọi chung, đều là đầu hoa sen cả. Đấy, anh em nào mà quan tâm đến cái mẫu dây AV của Hitachi, đấy, chất lượng và giá đấy cực kỳ tốt. Đấy, 250.000 một bộ. Anh em quan tâm liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em sẽ để sẵn ngay màn hình đây. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video sau.